Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ chỉ mọi người cách nuôi chim bồ câu gà Mỹ. Và cụ thể đó là nuôi chim bồ câu gà Mỹ màu trắng nha. Ở trại mình thì quay clip quá trời về việc nuôi chim bồ câu gà Mỹ màu vàng rơm này, màu nâu đỏ này. Thì hầu như là chưa có một video nào mà là giới thiệu cho mọi người cũng như là cách nuôi chim bồ câu gà Mỹ màu trắng. Thì đây là cặp chim bồ câu gà Mỹ màu trắng nhé. Thì khác với những cái cặp chim bồ câu khác thì cái việc mà nuôi chim bồ câu gà Mỹ màu trắng á, thì nó cũng phải có những cái điểm khác biệt sau. Cái thứ nhất về chế độ ăn uống đi. Thì đối với những cặp chim bồ câu gà Mỹ màu trắng này á, thì cái chế độ ăn uống của nó vẫn giống như những cái cặp chim bồ câu khác thôi. Nhưng mà có cái khác biệt đầu tiên á, thì mọi người lưu ý đó là cái màu lông của con chim bồ câu gà Mỹ màu trắng á, thì nó rất là sạch sẽ. Nên là mọi người khi mà nuôi chim bồ câu gà Mỹ màu trắng á, thì mọi người phải ưu tiên cho nó ở những cái khu vực lồng ở trên cao. Ưu tiên lồng trên cao nha mọi người. Mọi người không nên để nó nuôi của nó ở chung dưới đất như là bồ câu gà Mỹ hoặc là vàng rơm, hoặc là nuôi ở tầng dưới. Tại vì khi mà mình nuôi ở những cái tầng dưới hoặc là nuôi dưới đất á, thì cái bộ lông của nó, mình khẳng định mọi người luôn, đó là chim bộ lông của nó cực xấu và bẩn. Và chim bồ câu gà Mỹ màu trắng thì nó cực ghét những cái điều đó. Và khi mình nuôi thì cơ bản khi mà mình nhìn vào mình cũng không thích những cặp chim như vậy. Thì mọi người lưu ý là khi mà nuôi chim cặp chim này thì mọi người phải nuôi nó ở trên cao. Và đối với chim bồ câu gà Mỹ màu trắng như thế này này thì mọi người cũng phải lưu ý, nhiều người cũng khá là bị nhầm lẫn là chim bồ câu gà Mỹ màu trắng thì lại nhầm với bọn bồ câu mi mắc. Nhắc đến mi mắc thì mình nghĩ rằng nhiều người là đã biết cái dòng bồ câu mi mắc rồi. Nó cũng màu trắng như thế này mọi người, nhưng mà nó nhỏ hơn. Thì mọi người sẽ nhìn vào cái chân của nó. Mọi người nhìn vào cái chân của bồ câu gà Mỹ thì nó hồng hào hơn và bộ khung của nó to hơn nhiều. Đây nha. Rồi cái tiếp theo là mọi người nuôi chim bồ câu gà Mỹ màu trắng thì mọi người phải nuôi nhốt trong một cái lồng khá to nha. Mọi người lưu ý là chim bồ câu gà Mỹ mà mọi người nhốt trong cái lồng nhỏ như bồ câu ở bên dưới này, tầng dưới là bồ câu Titan Thái siêu thịt nha. Bọn ở dưới là tầm khoảng là 3 đến 4 tháng tuổi thôi. Còn bồ câu gà Mỹ màu trắng này thì độ tuổi của nó thì tầm khoảng 10 tháng tuổi, là những cặp chim đang sinh sản. Và nó đã đẻ trứng rồi và mình cho ấp bằng máy ấp trứng nha. Và những cặp này thì lợi nhuận kinh tế của nó rất cao, rất giá trị, bồ câu màu trắng. Tuy nhiên màu trắng thì nhiều người không thích lắm. Nếu như mà xét về màu nâu đỏ và màu vàng rơm thì hai màu nâu đỏ và vàng rơm thì thị trường cực kỳ ưa chuộng luôn. Tuy nhiên màu trắng này thì nó giá trị kinh tế cao hơn á, nhưng mà cũng ít người mua mọi người. Nên là mọi người cũng lưu ý giúp mình, đó là màu đẹp, giá trị kinh tế cao, nhưng mà chưa chắc là nó đã ăn đối với những cặp chim bồ câu gà Mỹ màu nâu đỏ hoặc là vàng rơm nha. Thì đối với những cặp chim bồ câu này ấy, thì khi mà mọi người nuôi ấy, thì mọi người cho hay có thể là cho nó uống men tiêu hóa. Mọi người cho nó uống men tiêu hóa tầm khoảng 1 tháng một lần đi. Tại vì đối với chim bồ câu gà Mỹ màu trắng ấy, thì khi mà mình nuôi thì mình nhận thấy là cái đường ruột của nó thì nó hơi yếu so với những cái dòng chim khác. Mình không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng mà mọi người cứ một tháng mình có men tiêu hóa thì mình cho nó uống một lần thì nó sẽ cực kỳ nhanh nhạy và cực kỳ đẻ nhiều. Thì đó là những kinh nghiệm của mình khi nuôi chim bồ câu gà Mỹ màu trắng nha. Thì trong clip này thì mình chỉ làm về bồ câu gà Mỹ màu trắng thôi, còn tất cả những loại khác mình không nói đến. Nên là anh em nào mà mới nuôi chim bồ câu gà Mỹ mà tuyển được những cặp bồ câu màu trắng á, thì mà chưa biết cách nuôi á, thì khi mà theo dõi video này của mình á, thì anh em sẽ có một cái nhìn cũng là cái cách nuôi nó cực kỳ hiệu quả. Tại vì nếu như mà mọi người chưa quen nuôi nó hoặc là nuôi mà sai cách á, thì con chim bồ câu này rất dễ
nó bị tăng suất, và khi tăng suất thì mình sẽ thứ nhất là tốn tiền này, thì mình cái thứ hai là mình buồn này, cái thứ ba là mình lại phải đi tậu một cặp khác về, thì nó cũng rất mất thời gian của mình. Và hy vọng mọi người theo dõi cái video này thì mọi người cũng sẽ có được những cái cách nuôi chim bồ câu màu trắng chuẩn. Thì mình tóm gọn lại, cái lồng phải to. Cái thứ hai, mình cho ăn thì đương nhiên là giống những dòng chim khác. Cái thứ ba, đó là mình cho nó uống men tiêu hóa thường xuyên hơn. Đối với những cặp chim khác có thể không cần, nhưng mà đối với riêng bồ câu gà Mỹ màu trắng này thì mình phải thường xuyên cho nó uống men tiêu hóa. Và men tiêu hóa thì anh em nào mà chưa biết loại ấy, và thì có thể nhắn tin riêng cho mình sẽ chỉ cho anh em. Tại vì men tiêu hóa có trên thị trường có rất nhiều loại, nhưng mà không phải loại nào nó cũng chất lượng đâu nha mọi người, nên là mọi người phải lưu ý. Và video của mình hôm nay đến đây thì cũng xin tạm dừng, và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nhé.